Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn về cái cặp loa chép rời TLPIN có mã là TP004A, công suất là 500W. Đây là một vị sản phẩm của nó. Nó gồm có một cặp loa, hai cái loa. Đây là thông số của nhà sản xuất, bạn quan sát thấy giải tần nó đáp ứng từ 5kg tới 20kg. Trở kháng là 4 ohm, độ lớn là 105 decibel và công suất là tối đa là 500W. Đây là mặt sau của cái vị sản phẩm. Giờ mình sẽ tháo cho các bạn xem trong nó có gì. Đây nó có 4 con ốc. Thì cái loa này nó có cái chân đế. Đây cái loa này nó có cái chân đế, đây các bạn có thể bắt vào tường hoặc bắt vào những cái vị trí trong phòng, trên trần, xe hơi, xe tải. Đó, nó có cái chân đế để bạn bắt ốc vít và nó có thể điều chỉnh được cái hướng, điều chỉnh được cái hướng loa, cái chân này bạn xoay được, thay đổi cái hướng phát ra âm thanh. Đó, bạn có thể chỉnh theo chiều dọc và chiều cả chiều ngang nữa. Đó, chỉnh theo chiều dọc đây và ngang thì chúng ta xoay qua xoay lại, thay đổi cái hướng phát âm thanh. Đây nó có cái dây điện để chúng ta đấu. Cái này chúng ta đấu trực tiếp vào hai cái dây của cái loa các bạn đang xài hoặc là đấu trực tiếp vào hai cực của âm ly. Đó là dòng loa chép rời sử dụng để tăng cường tiếng chép. Còn đối với các bạn đấu cho xe hơi xe tải, các bạn đấu trực tiếp vô hai cực của hai cái dây vào cái loa hiện tại đang trên hệ thống xe của các bạn. Dây này có hai cực, bạn đấu trực tiếp vào hệ thống dây trên cái loa hệ thống xe các bạn. Các bạn thấy thiết kế rất nhỏ gọn, rất là nhẹ nhưng mà nó tăng cường tiếng chép rất là mạnh. Các bạn dễ dàng lắp đặt và sử dụng nữa, giá nó tương đối là rẻ. Bây giờ mình sẽ test thử cho bạn nghe cái âm thanh của cái loa chép này. Mình đấu vô cái âm ly 2.1. Mình đã ngắt tất cả các loa của âm ly, cả loa chất và loa deadline. Mình chỉ đấu một cái loa này vô một kênh, một loa chất này vô một kênh. Bạn xem cái màn hình led nhảy này, bạn sẽ biết được cái âm lượng mình bật. Rồi video mình test cái loa chép này tới đây kết thúc. Các bạn hãy like và subscribe để cập nhật những video mới nhất bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.